Ngọc Dung và Mai Quốc Việt xin kính chào quý khán thính giả đến với Điểm tin Thế giới. Thưa quý khán thính giả, Điểm tin Thế giới hôm nay kính mời quý vị theo dõi các điểm tin do Võ Thái Hà tóm lược. Nhà thờ Đức Bà Paris lần đầu không tổ chức lễ Giáng sinh sau hơn 200 năm. Nhà thờ Đức Bà Paris không tổ chức lễ Giáng sinh năm nay do ảnh hưởng từ vụ hỏa hoạn nghiêm trọng hồi tháng 4. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1803, nhà thờ Đức Bà Paris không tổ chức lễ Giáng sinh. Phát ngôn viên André Finot nói với CNN hôm 22 tháng 10. Tuy nhiên, thánh lễ cũng lúc nửa đêm vẫn được linh mục Patrick Chauvet cử hành tại nhà thờ Saint-Germain-l'Auxerrois gần đó. Trong suốt 200 năm, đầy biến động lịch sử, ngay cả khi diễn ra hai cuộc chiến tranh thế giới, nhà thờ 850 năm tuổi, nổi tiếng thế giới, vẫn chưa từng hủy bỏ đại lễ quan trọng này. Trung Quốc giảm thuế hơn 850 mặt hàng Mỹ từ tháng 1 năm 2020. Bắc Kinh sẽ giảm thuế nhập khẩu đối với hơn 850 mặt hàng của Mỹ, bao gồm thịt lợn đông lạnh, từ tháng tới. Bộ Tài chính Trung Quốc hôm 23 tháng 12 cho biết, theo AFP, cụ thể mức thuế của thịt lợn đông lạnh sẽ giảm từ 12% xuống còn 8% kể từ mùng 1 tháng 1 năm 2020. Danh sách các mặt hàng được giảm thuế còn bao gồm các loại thực phẩm như cá, phô mai, các loại hạt, dược phẩm, một loạt các sản phẩm hóa học. Ngoài ra, máy in, linh kiện máy ghi âm, máy tạo nhịp tim sẽ được áp mức thuế thấp hơn từ tháng 7 năm 2020. Một số loại máy thu truyền hình vệ tinh sẽ giảm từ 10% xuống còn 5%. Tổng thống Pháp tuyên bố không nhận lương hưu. Tờ Guardian dẫn thông báo ngày 22 tháng 12 của Điện Alice cho biết, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố sẽ không nhận khoản lương hưu 6.220 euro một tháng, tức là 6.890 US dollars, và không nhận ghế trong Hội đồng Hiến pháp sau khi mãn nhiệm thông thường. Thông thường, các cựu Tổng thống Pháp là thành viên trọn đời của hội đồng này với mức thù lao 13.500 euro một tháng, gần như là 15.000 US dollars. Động thái này được cho là nhằm xoa dịu sự bất bình của dư luận khi phong trào biểu tình chống cải cách hưu trí của chính phủ đang khiến Paris và một số nơi khác tê liệt. Người dân Hồng Kông biểu tình giờ ăn trưa. Các nhân viên văn phòng và nhiều nhà hoạt động đã tụ họp tại trung tâm thương mại IFC ở khu Trung Hoàn vào trưa nay, hô vang các khẩu hiệu yêu cầu chính phủ đáp ứng 5 yêu cầu của người biểu tình, giờ các áp phích và bài hát vinh quang Hồng Kông, theo RTHK. Đám đông tố cáo cảnh sát và Bộ Tư pháp lạm dụng quyền lực để bắt giữ và buộc tội người biểu tình. Một trong những khẩu hiệu trưa này của người dân là Hồng Kông sẽ tốt hơn nếu không có cảnh sát. Reuters hôm nay cho biết, người biểu tình Hồng Kông đang lên kế hoạch cho các cuộc tuần hành trong tuần lễ Giáng sinh ở các quận trên khắp thành phố, bao gồm cả trong các trung tâm mua sắm chính. Úc lên kế hoạch đối phó với cháy rừng sau Giáng sinh. Lính cứu hỏa Úc đang lên kế hoạch đối phó tình trạng cháy rừng có nguy cơ nghiêm trọng hơn sau Giáng sinh, khi các vụ cháy vào cuối tuần qua phá hủy 180 ngôi nhà và làm một người thiệt mạng, theo bản tin ngày 23 tháng 12 của Reuters. Dự báo từ Cục Khí tượng Úc cho biết, nhiệt độ sẽ tăng trở lại vào cuối tuần ở nhiều tiểu bang, trong đó có thành phố Adelaide và thành phố Melbourne, có thể lên tới 39 độ C. Gần 100 đám cháy trên khắp bang New South Wales vẫn chưa dập tắt được. Công ty Anh ngừng mua thiệp Giáng sinh làm bởi tù nhân Trung Quốc. Nhà bán lẻ khổng lồ của Anh, công ty Tesco, hôm Chủ nhật ngày 22 tháng 12, đã ngừng mua hàng của một nhà cung cấp thiệp Giáng sinh Trung Quốc.
sau khi có báo cáo cho biết một khách hàng tìm thấy trong một tấm thiệp nhập từ Trung Quốc, thông điệp của một tù nhân nói rằng sản phẩm này được làm bởi các tù nhân nước ngoài bị buộc lao động trong trại cải tạo cưỡng bức theo Reuters. Chúng tôi ghê tởm việc sử dụng lao động trong tù và sẽ không bao giờ cho phép điều đó có mặt trong chuỗi cung ứng của chúng tôi. Người phát ngôn của Tesco nói hôm Chủ nhật, tôi đã bị sốc bởi thông tin này và ngay lập tức ngừng nhập sản phẩm của nhà máy nơi những tấm thiệp được sản xuất và đã mở một cuộc điều tra. Chúng tôi cũng đã thu hồi không bán các tấm thiệp nhập từ Trung Quốc trong quá trình điều tra. Người phát ngôn viên của Tesco cho biết thêm. Tổng thống Trump gửi thư cho Putin. Putin bàn về vũ khí tầm trung. Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov hôm Chủ nhật ngày 22 tháng 12 thông báo rằng Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã gửi một lá thư ngắn đề cập với Hiệp ước Kiểm soát Vũ khí Hạt nhân Tầm trung INF cho Tổng thống Nga Vladimir Putin. Hãng tin Interfax của Nga đưa tin. Theo Interfax, trong thư, ông Trump nói rằng Mỹ sẵn sàng tìm kiếm các giải pháp để giải quyết các vấn đề trong mối quan hệ giữa hai nước. Bức thư này là một động thái phản hồi đề nghị của Tổng thống Putin về việc kiểm soát vũ khí hạt nhân tầm trung, Interfax dẫn lời ông Lavrov. Theo Reuters, Hoa Kỳ chính thức rời khỏi Hiệp ước INF với Nga vào tháng 8 năm 2019, sau khi cáo buộc Moscow vi phạm hiệp ước khi cho triển khai một loại tên lửa bị cấm theo các điều khoản đã ký với Mỹ. Tổng thống Putin khánh thành cây cầu nối Nga với Crimea. Hôm thứ Hai 23 tháng 12, Tổng thống Vladimir Putin đã dự lễ khai trương tuyến đường sắt nằm trên cây cầu nối tới đảo Crimea, hòn đảo thuộc chủ quyền của Ukraine, đã bị Moscow tự ý sáp nhập vào lãnh thổ Nga hồi năm 2014. Theo DW, ông Putin đã có mặt trên chuyến tàu khởi hành từ Kherson thuộc Crimea tới bán đảo Taman thuộc Nga. Sự kiện này được tường thuật trên một màn hình lớn ở ga Taman. Cây cầu được hoàn thành vào ngày 18 tháng 12 dài 19 km, với mức chi phí đầu tư xây dựng khoảng 3,4 tỷ đô la. Ông Putin đã chúc mừng các công nhân xây dựng cây cầu, nói rằng cây cầu đã chứng minh khả năng thực hiện các dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn của chúng ta. Theo Reuters, để trừng phạt việc Nga đơn phương sáp nhập bán đảo Crimea, Liên minh châu Âu đã cấm công dân và các công ty thuộc liên minh đầu tư vào bán đảo này, bao gồm việc đầu tư vào hạ tầng và giao thông. Người dân Hồng Kông tiếp tục xuống đường trong đêm. Hơn 1.000 người dân Hồng Kông đã tập trung vào tối thứ Hai 23 tháng 12 tại một trung tâm thương mại để tiếp tục yêu cầu chính quyền đặc khu trao trả cho họ các quyền cơ bản, đồng thời phải mở một cuộc điều tra về các hành động tàn bạo của cảnh sát đối với người biểu tình, theo Reuters. Những người biểu tình đã cùng nhau hát vang bài hát Vinh Quang Hồng Kông. Bài hát được xem như quốc ca của họ, đồng thời bật đèn của điện thoại để bày tỏ khát vọng tự do. Các cuộc biểu tình ở Hồng Kông đã diễn ra liên tiếp 7 tháng qua. Cảnh sát đã bắt giữ hơn 6.000 người kể từ khi các cuộc biểu tình nổ ra vào tháng 6, bao gồm hơn 52 người vào cuối tuần qua. Hãng máy bay Boeing sa thải CEO. Hãng sản xuất máy bay Boeing đã sa thải giám đốc điều hành Dennis Muilenburg sau khi ông Muilenburg liên tục thất bại trong việc ngăn chặn sự sụt giảm uy tín của hãng, bắt nguồn từ các vụ tai nạn máy bay do Boeing sản xuất, theo Reuters. Ban giám đốc đã quyết định rằng sự thay đổi lãnh đạo là cần thiết để khôi phục niềm tin. Theo tuyên bố của Boeing, một quan chức của Boeing tiết lộ, hội đồng quản trị đã cân nhắc vào cuối tuần qua
và quyết định thông báo sa thải ông Muhlenberg qua một cuộc gọi vào Chủ nhật 22 tây tháng 12. Ông David Cohen, cựu giám đốc điều hành của General Electric, sẽ đảm nhiệm vị trí CEO và chủ tịch Boeing bắt đầu từ ngày 13 tây tháng 1. Trong thời gian chờ đợi, ông Cohen tiếp tục quản chiếc ghế của ông Muhlenberg, ông giám đốc tài chính của hãng. Ông Greg Smith sẽ điều hành nhà sản xuất máy bay lớn nhất thế giới. Ả Rập, 5 người bị xử tử trong vụ sát hại nhà báo Khashoggi. Ả Rập Xê Út hôm thứ Hai đã kết án tử đối với 5 người và quy án tù với 3 người khác vì tội giết hại nhà báo Jamal Khashoggi vào tháng 10 năm 18. Tuy nhiên, một điều tra viên của Liên Hiệp Quốc cho rằng bản án này là một trò hề khi bỏ qua thủ phạm thực sự, theo Reuters. Một tòa án của Ả Rập đã bác bỏ cáo buộc của các điều tra Liên Hiệp Quốc rằng vụ giết hại nhà báo Khashoggi được lên kế hoạch từ trước. Phó công tố viên Ả Rập Salah Al-Salah nói rằng tòa đã tuyên bố vô tội đối với 3 trong số 11 bị cáo bị xét xử trong vụ thủ tiêu nhà báo có quan điểm đối lập với Hoàng gia Ả Rập. Dư luận thế giới tin rằng Thái tử Ả Rập Mohammed bin Salman mới là thủ phạm chính, đứng sau chỉ đạo toàn bộ vụ ám sát nhà báo Khashoggi. Tuy nhiên, tới hiện tại, ông Salman vẫn chưa bị điều tra. Bắc Kinh bác bỏ cáo buộc dung túng cho lao động cưỡng bức. Chính quyền Trung Quốc đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc dung túng cho hoạt động cưỡng bức lao động tại các nhà tù sau khi truyền thông quốc tế đưa tin. Một bé gái phát hiện thấy một lá thư giấu trong tấm thiệp Giáng sinh, phân phối bởi nhà bán lẻ Tesco, nói rằng tấm thiệp được làm bởi các tù nhân, theo SBS News. Lá thư trong tấm thiệp được viết và ký bởi một người có tên Humphreys. Người này cho biết tấm thiệp được làm ra bởi các tù nhân người nước ngoài ở nhà tù thành phố Quimpu, Thượng Hải, và họ bị ép làm việc trái ý muốn của bản thân. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cảnh sản tuyên bố trong một cuộc họp báo rằng: "Tôi có thể nói một cách có trách nhiệm, theo báo cáo của các cơ quan liên quan, nhà tù thành phố ở Thượng Hải không có chuyện bắt buộc tù nhân người nước ngoài phải làm việc." Một cơ sở quân sự ở Venezuela bị tấn công. Một nhóm người đã bị đột kích một cơ sở quân sự ở miền Nam Venezuela vào sáng sớm Chủ nhật ngày 22 tháng 12, đánh cắp vũ khí và làm chết một người lính, theo Reuters. Bộ trưởng Quốc phòng của chính phủ Maduro Vladimir Parino cho biết cảnh sát và quân đội đã bắt giữ được một số người và thu hồi tất cả các vũ khí bị đánh cắp. Ông Parino gán một cuộc tấn công này các phần tử cực đoan của phe đối lập, tuy nhiên không đưa ra các bằng chứng cụ thể. Venezuela vẫn đang chìm sâu trong khủng hoảng toàn diện mà nguyên nhân được cho là bắt nguồn từ yếu kém của các chính phủ thiên tả từ Hugo Chavez với Nicolas Maduro. Người Hồng Kông biểu tình ủng hộ người Duy Ngô Nhĩ. Người dân Hồng Kông hôm Chủ nhật ngày 22 tháng 12 đã tổ chức một cuộc tuần hành biểu thị sự ủng hộ và bày tỏ tinh thần đoàn kết với người Duy Ngô Nhĩ, sắc dân thiểu số ở Tân Cương bị Bắc Kinh đàn áp nhiều năm qua. Tuy nhiên, cuộc tuần hành này sau đó đã bị cảnh sát giải tán. DW đưa tin khoảng 1.000 người đã tụ tập hòa bình gần bến cảng của Hồng Kông, vẫy cờ và áp phích ủng hộ người Duy Ngô Nhĩ. Cuộc biểu tình này nối dài các cuộc biểu tình yêu cầu dân chủ và nhân quyền đã được người dân đảo tổ chức liên tiếp trong 7 tháng qua. Chúng ta sẽ không quên những người có chung mục tiêu với chúng ta, cũng như cuộc đấu tranh vì tự do, dân chủ và quyết tâm mạnh mẽ chống lại Đảng Cộng sản Trung Quốc, một người phát biểu bằng loa trước đám đông. Mỹ va chạm giao thông liên hoàn,
ít nhất 51 người bị thương. Va chạm giao thông trên một con đường cao tốc ở York County, Virginia, sáng Chủ nhật ngày 22 tháng 12, đã khiến ít nhất 51 người bị thương và gây ách tắc giao thông hàng tiếng đồng hồ, theo NBC News. 63 chiếc xe gặp tai nạn liên hoàn trên xa lộ đã làm ách tắc giao thông. Cảnh sát bang Virginia cho biết, trong khi đó, nhà chức trách vẫn đang tìm nguyên nhân của vụ tai nạn này. Cảnh sát ban đầu cho biết có 35 người bị thương sau vụ tai nạn, nhưng sau đó cập nhật số người bị thương lên 51 người vào buổi chiều. Hiện chưa có báo cáo thương vong, mặc dù cảnh sát cho biết có cả những trường hợp bị thương nặng. Người dân Hồng Kông từ hôm nay 23 tháng 12 năm 2019 chuẩn bị biểu tình quy mô trong dịp lễ Giáng sinh và cuối năm dương lịch với những cuộc tập họp sau tuần này được tại nhiều nơi. Các cuộc biểu tình sẽ diễn ra trong suốt tuần và đặc biệt tại năm trung tâm thương mại. Một hôm trước Noel, một cuộc biểu tình khác dự kiến ở gần cảng Hồng Kông tại khu phố Tim Sa Tui nhộn nhịp và đúng vào ngày Noel, một sự kiện mang tên Stop the Christmas, được tổ chức tại nhiều quận. Theo Hong Kong Free Press, các cuộc biểu tình ngồi sẽ diễn ra tại khu Loan Tể, tức là Wan Chai, để phản đối việc đánh thuế nhằm trả tiền làm giờ phụ trội, mua trang thiết bị mới cho cảnh sát, thậm chí tăng lương cho lực lượng này. Hôm qua, 1.000 người đã xuống đường ôn hòa để ủng hộ người Duy Ngô Nhĩ. Trên 1 triệu người thuộc sắc tộc này được cho là đang bị giam giữ trong các trại cải tạo ở Tân Cương. Cuộc biểu tình này được cho phép, nhưng cảnh sát sau đó cho biết đã hành động vì bị tấn công. Để giải cứu một người bị bắt, những người biểu tình che mặt, mặc đồ đen, ném gạch đá vào cảnh sát và bị trả đũa bằng hơi cay. Một cảnh sát đã rút súng chĩa vào đám đông nhưng không bắn, theo như các nhân chứng nói với Reuters. Trung Quốc giảm thuế cho 850 mặt hàng. Trung Quốc sẽ giảm thuế quan cho 850 mặt hàng từ thịt lợn đông lạnh tới quả bơ và nhiều thiết bị bán dẫn động thái này. Diễn ra khi Bắc Kinh tìm cách kích thích nhu cầu tiêu dùng trong nước, trong bối cảnh nền kinh tế Trung Quốc giảm tốc dưới sức ép từ thương chiến Mỹ và Trung. Ngoài ra, đợt giảm thuế quan này tuy không có liên quan trực tiếp đến chiến tranh thương mại với Mỹ, nhưng thể hiện cam kết của chính phủ Trung Quốc về tiếp tục mở cửa thị trường trong quá trình tìm kiếm một thỏa thuận thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Bộ Tài chính Trung Quốc tuyên bố sẽ thực thi giảm thuế quan đối với 850 mặt hàng trong danh sách kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2020. Thuế quan tạm thời này thấp hơn thuế quan tối huệ quốc MFN. Trong năm 2019, Trung Quốc đã thực thi thuế quan tạm thời thấp hơn thuế MFN đối với 706 nhóm sản phẩm. Nền kinh tế Trung Quốc đang tăng trưởng với tốc độ yếu nhất gần 30 năm và có thể đối mặt thêm sức ép suy giảm tăng trưởng trong năm 2020. Tuy nhiên, chính phủ nước này đã cam kết sẽ giữ mức tăng trưởng trong khoảng phù hợp trong năm tới và duy trì chính sách đón đầu hiệu quả. Trong đợt giảm thuế này, thuế quan đối với thịt lợn đông lạnh nhập khẩu vào Trung Quốc giảm còn 8%, từ mức thuế quan MFN 12%. Thuế quan đối với quả bơ đông lạnh giảm còn 7%, từ mức 30%. Thuế quan đối với một số loại thuốc chữa bệnh hen suyễn và tiểu đường sẽ giảm về còn có 0%. Một số mặt hàng gỗ và giấy cũng được giảm thuế. Thuế quan đối với nhiều sản phẩm bán dẫn ra linh kiện giảm về 0%. Bộ Tài chính Trung Quốc cũng cho biết sẽ giảm thêm thuế quan đối với một số sản phẩm công nghệ thông tin từ ngày 1 tháng 7 năm 2020. Các nhà lãnh đạo Trung Quốc gần đây luôn khẳng định quan điểm giảm thuế quan để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng cùng
cụ thể trong nước. Tuyên bố của Bộ Tài chính nước này cho biết, hàng hóa từ nhiều nước như New Zealand, Costa Rica, Thụy Sĩ, Ireland, Singapore, Australia, Hàn Quốc, Georgia, Thái và Pakistan sẽ có mức thuế quan thậm chí còn thấp hơn nữa nhờ thỏa thuận tự do mậu dịch FTA đàm phán lại với Trung Quốc. Quân đội Mỹ theo dõi ông già Noel và quà Giáng sinh từ Triều Tiên. Bộ Chỉ huy Phòng không Bắc Mỹ NORAD hiện đang đề cao cảnh giác trước bất kỳ dấu hiệu phóng tên lửa đạn đạo nào từ Triều Tiên. Điều mà các quan chức Bình Nhưỡng đã mô tả là một món quà Giáng sinh dành cho Mỹ. Bộ Chỉ huy cho biết hôm thứ Hai 24 tây tháng 12, Reuters thông tin. Với trụ sở tại Colorado Springs, bang Colorado, Mỹ, NORAD là Bộ Chỉ huy quân sự liên kết giữa Hoa Kỳ và Canada, có nhiệm vụ kiểm soát và đưa ra các cảnh báo cho không phận và hải phận ở khu vực Bắc Mỹ. Trong hơn 6 thập kỷ, NORAD cũng đã cung cấp quỹ đạo hành trình theo thời gian thực của ông già Noel, được gọi là Chris Kringle, khi chiếc xe trực tuyến do tuần lộc kéo của ông Chu Du khắp thế giới để tặng quà Giáng sinh cho trẻ em. Nữ hoàng Anh chia sẻ một năm nhiều khó khăn trong thông điệp Giáng sinh. Nữ hoàng Elizabeth II cho biết Nữ hoàng Elizabeth II cho biết 2019 là một năm nhiều khó khăn với hoàng gia và nước Anh trong thông điệp Giáng sinh năm nay. Đường đi dĩ nhiên không phải lúc nào cũng suôn sẻ, nhiều lúc còn khá gập ghềnh trong năm nay, nhưng từng bước đi nhỏ có thể tạo nên nhiều sự khác biệt. Nữ hoàng Anh Elizabeth II, 93 tuổi, nói trong đoạn video chúc mừng Giáng sinh được công bố trước theo AFP. Thông điệp Giáng sinh đầy đủ của nữ hoàng Anh sẽ được phát trên sóng truyền hình vào ngày 25 tây tháng 12. Đây là dịp nữ hoàng kêu gọi sự hòa giải sau một năm Anh quốc chia rẽ vì Brexit cũng như những sóng gió mà hoàng gia Anh đang trải qua. Tổng thống Hàn Quốc và Thủ tướng Nhật Bản gặp nhau sau hơn một năm căng thẳng. Các nhà lãnh đạo Nhật Bản và Hàn Quốc đã lần đầu tiên gặp nhau sau hơn một năm vào hôm 24 tây tháng 12 và nhấn mạnh sự cần thiết phải cải thiện mối quan hệ sau thời kỳ căng thẳng tồi tệ nhất giữa hai quốc gia trong nhiều thập kỷ. Các quan chức hai bên cho biết, theo Reuters, ông Moon và ông Abe đã gặp gỡ bên lề hội nghị thượng đỉnh ba bên với Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tại thành phố Thành Đô, Trung Quốc, khi căng thẳng bao trùm các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa bị đình trệ giữa Triều Tiên và Hoa Kỳ là trọng tâm của cuộc họp. Đối với ông Moon và ông Abe, đây cũng là dịp để hai người hàn gắn lại các mối quan hệ đã suy giảm giữa hai nước sau khi Tòa án Tối cao Hàn Quốc hồi năm ngoái yêu cầu các công ty Nhật Bản bồi thường cho một số người Hàn Quốc bị buộc phải làm việc cho họ trong thời thuộc địa Nhật Bản giai đoạn 1910 và 1945. Nhật Bản lần đầu tiên ghi nhận số ca sinh ít hơn 900.000 trẻ. Số trẻ em chào đời ở Nhật trong năm nay đã giảm khoảng 5,9%, lần đầu tiên ghi nhận ít hơn 900.000 trẻ kể từ khi chính phủ thống kê dữ liệu vào năm 1899. Bộ Phúc lợi cho biết hôm thứ Ba 24 tây tháng 12, theo Reuters, số lượng sinh giảm dần sẽ đặt thêm nhiều gánh nặng phúc lợi tài chính cho chi phí hỗ trợ dân số già, điều mà các nhà phân tích cho rằng sẽ làm suy yếu tăng trưởng kinh tế. Trong năm nay, số ca tử vong người già lớn hơn số ca sinh là 512.000 ca, lần đầu tiên vượt mốc chênh lệch 500.000 với 864.000 bé,
Năm ngoái con số này cao hơn là 918.000 em bé chào đời. Đây là sự sụt giảm lớn nhất về sinh đẻ kể từ năm 75 do ghi nhận số lượng nữ giới ít hơn ở độ tuổi 25 đến 39. Trước đó, chính phủ Nhật Kỳ vọng tỷ lệ sinh trong năm nay là 0,8 cao hơn tỷ lệ 1,4 trong năm. Indonesia ít nhất 25 người chết khi xe buýt lao xuống vực. Ít nhất 25 người chết và 14 người khác bị thương sau khi một chiếc xe buýt lao xuống một khe núi ở Indonesia. Một nhân viên cứu hộ cho biết hôm thứ Ba, theo CNA, trên xe buýt có hàng chục hành khách và lao vào một khe núi dài 150 mét ở tỉnh Nam Sumatra ngay trước nửa đêm hôm thứ Hai và kẹt lại ở một con sông, cảnh sát cho biết. Đội cứu hộ đã chia sẻ cảnh quay cho thấy các thi thể nạn nhân được lên bằng cáng. Cảnh sát và nhân viên cứu hộ đang tìm kiếm khắp dòng sông và các sườn dốc lân cận để tìm kiếm nạn nhân mất tích. Hải quân Anh thu giữ lượng ma túy đá ước tính 3,3 triệu bảng Anh ở biển Ả Rập. Hải quân Hoàng gia Anh cho biết hôm thứ Hai, 23 tháng 12, họ đã tịch thu 11 bao tải ma túy đá ở biển Ả Rập, trị giá ước tính khoảng 3,3 triệu bảng Anh. Theo National, ngày 24 tháng 12, trên tàu Hải quân Anh phát hiện những túi ma túy đá, một số túi nặng ít nhất 15 kg, tổng cộng là 131 kg. Trước đó, Hải quân đã phát hiện một con tàu Ả Rập không có cờ hoặc có bất kỳ dấu hiệu nào của hoạt động đánh bắt. Hành tung kỳ lạ đã khiến Hải quân theo dõi và điều tra tàu. Đều thủy quân lục chiến đến khám xét và bắt quả tang tàu đang vận chuyển ma túy đá. Mai Quốc Việt và Ngọc Dung xin kính chào tạm biệt quý khán giả. Chúc quý vị, gia đình và thân quyến một mùa Giáng sinh và năm mới an khang, hạnh phúc và yêu thương.